Thế này, trong bối cảnh trình độ nhận thức của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, tầm giác ngộ chính trị, nhận thức về tình hình đất nước cũng như âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, trong đó có chiến lược diễn biến hòa bình, chiến tranh không tiếng súng, cũng vì thế mà được cải thiện lên rất nhiều. Người dân đã qua giai đoạn ngu ngơ, khù khờ, mong muội, ai nói gì cũng tin. Họ đã biết cách chắt lọc, chọn những nguồn thông tin chính thống, đồng thời có cách nhìn đa chiều về một sự việc xảy ra trên thực tế. Và đối với những người Việt Nam yêu nước thì đây là tín hiệu đáng mừng cho sự vững mạnh của dân tộc. Thế nhưng đối với lũ rận thì đây là một cái khoảng tối trong con đường chúng đã lựa chọn. Chúng sẽ phải đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực. Bởi như khi người ta đã biết rõ bản chất nằm sau những khẩu hiệu vì dân chủ nhân quyền chỉ là sự giả dối, là hành động bán nước hại dân thì không còn ai theo chúng nữa. Cộng thêm vào đó là những năm qua, đặc biệt là trong một năm trở lại đây, liên tục là những trường hợp rận chủ bị bắt trong sự bất lực của đồng bọn, tức là rận chủ quốc nội, phản động lưu vong, các tổ chức gắn mác quốc tế gốc Mỹ. Một giải pháp được chúng đưa ra để bù đắp nhân lực đó là giải thoát cho những con rận bị bắt, bởi thực tế cũng chỉ có số này mới cùng một não trạng bán nước vô học như chúng. Và đó cũng là nguyên nhân chính cho sự ra đời của cái gọi là chiến dịch NOW. Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức nhân quyền NOW đã mở chiến dịch kêu gọi chính phủ Việt Nam phải ngay lập tức và vô điều kiện trả tự do cho 166 người mà theo chúng là tù nhân lương tâm. Chiến dịch nhằm kêu gọi sự chú ý đến hiện tượng này và vận động cho việc giải phóng tất cả các tù nhân lương tâm và chấm dứt việc bắt giữ con người để thực hiện các quyền được quốc tế bảo vệ một cách ôn hòa. Và điểm nhấn của chiến dịch này đó là các cá nhân và tổ chức có thể hỗ trợ sáng kiến này, bao gồm thông qua việc đóng góp cho từng tù nhân lương tâm và gia đình họ. Thực ra ai cũng biết rằng đây là một cách làm tiền của đám rận chủ, làm tiền trên nỗi đau của đồng bọn, như cách chúng là những con cền cền ăn xác thối. Nhưng chúng ta tạm thời bỏ qua trò hề này, hay nói cách khác là tạm thời cho chúng đóng vai người tốt để tập trung vào số mà chúng gọi là tù nhân lương tâm. Có thể điểm qua danh tiếng của một vài tù nhân lương tâm mà chúng đưa vào danh sách. Đầu tiên là Trần Thị Nga, tức Nga Phụ Lý, người phụ nữ lang loạn, không chồng nhưng sở hữu cho mình một đàn con với các thế hệ F1 khác nhau. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, là một nữ dâm chủ không chồng, biến con mình thành công cụ để kiếm tiền và bia đỡ cho mình những lúc hoạn nạn. Cấn Thị Thiêu, tức là đại gia đình khiếu kiện với nỗi quan thị màu, dù đã được đền bù với giá cao hơn với mọi người nhưng thị không chấp nhận và để có cớ khiếu kiện, và sau đó đã lấn sang nghề rận chủ. Nguyễn Trung Tôn, vị linh mục thuộc dòng Tu Hú với những hành động tiếp tay cho ngoại bang phá hoại đất nước. Trần Anh Kim, một cán bộ thoái hóa biến chất tham ô công quỹ bị đuổi nhưng không chịu ăn năn mà dấn thân vào các hành vi vi phạm pháp luật làm cẩu nô cho ngoại bang. Vậy đâu là tù nhân lương tâm? Không lẽ những kẻ phản động bán nước hại dân một cách vô nhân tính, thú tính như vậy lại được gọi là tù nhân lương tâm? Biết là giới rận đang bí bách trong việc kiếm tiền, giữ người, giữ nghề, nhưng e rằng nếu cứ đi theo lối mòn, rất nhiều chiến dịch trá hình cũng được đám rận tổ chức trước đó như 2015 Human Rights Freedom Democracy for Vietnam Campaign với khẩu hiệu We Are One, chiến dịch chúng tôi muốn biết, We Want to Know, chiến dịch tổng tuyệt thực toàn cầu 2015 We Are One. Như vậy mà không có một trò mới thì sẽ lợi bất cập hại, bởi ngay những thiểu số người còn lại đang mù mờ nghi hoặc về bản chất của rận chủ qua những trò lố như nào cũng sẽ tự tin khẳng định rằng rận chủ chính là phản động. Ấy là mùa xuân đến.